Bước vào vòng 1 Miami Open, nơi từng mang đến vinh quang trong quá khứ, Andy Murray được đánh giá cao hơn khá nhiều trước Dusan Lajovic, người xếp dưới anh tới gần 20 bậc trên bảng xếp hạng ATP. Trận đấu diễn ra khá cân bằng cho đến game thứ 7, khi cựu số 1 thế giới không thể giữ được break trước sức chống trả quyết liệt của đối thủ. Lajovic bảo toàn được thành quả cho tới hết set đấu đầu tiên để vươn lên dẫn trước 1-0. Sang tới set 2, thế trận chặt chẽ tiếp tục được duy trì với 10 game giao bóng liên tiếp không thể bị bẻ gãy. Nhưng một lần nữa, Lajovic lại là người thi đấu bản lĩnh hơn. Anh có được điểm break đặc biệt quan trọng ở game thứ 11 trước khi kết thúc trận đấu sau 1 giờ 36 phút. Tay vợt số 71 thế giới thẳng tiến vào vòng 2, trong khi với Andy Murray, đây đã là lần thứ 3 ở mùa giải năm nay anh phải rời giải ngay ở trận đấu đầu tiên. Ở nội dung đơn nữ, một cuộc đọ sức đáng chú ý đã diễn ra ngay trong vòng đấu mở màn với trận đấu giữa hai nhà cựu vô địch Grand Slam trẻ tuổi Bianca Andreescu và Emma Raducanu. Và đúng như dự đoán, người hâm mộ tại Miami đã được chứng kiến một kịch bản đầy hấp dẫn. Andreescu là người đã vươn lên dẫn trước trong set 1 với tỷ số 6-3, nhưng Raducanu ngay lập tức có lời đáp trả để san bằng cách biệt. Tuy nhiên, cô lại không thể mang được sự hưng phấn đó sang set đấu quyết định. Một sự áp đảo bất ngờ được Andreescu thể hiện khi đại diện của Canada giành tới 3 break point để vượt qua đối thủ với tỷ số 6-2, qua đó giành tấm vé lọt vào vòng đấu tiếp theo. Nhà đương kim vô địch của nội dung đơn nam đó là Carlos Alcaraz sẽ ra quân vào tối mai trong trận đấu đầu tiên với đối thủ người Argentina là Facundo Bagnis. Được xếp hạng hạt giống số 1 tại Miami Open năm nay thì người ta kỳ vọng rằng Carlos Alcaraz sẽ lên ngôi tại giải đấu này để hoàn tất cái gọi là cú đúp ánh dương sau chiến thắng tại Indian Wells vào cuối tuần trước. Sau khi đánh bại Dani Medvedev tại Indian Wells ở một trong những trận chung kết chóng vánh nhất lịch sử giải đấu, người hâm mộ đang rất kỳ vọng Carlos Alcaraz sẽ thắng Chancha Double, hay còn biết tới với cái tên cú đúp ánh dương, ám chỉ việc đăng quang ngôi vô địch ở cả hai giải Masters 1000 liền kề trên đất Mỹ là Indian Wells và Miami Open. Trong lịch sử, không có nhiều tay vợt lập được kỳ tích này bởi hai giải đấu có những khác biệt khá lớn về thời tiết và mặt sân. Trong lịch sử tennis cả nam và nữ, chỉ có 11 tay vợt từng giành Chancha Double và người gần nhất là Iga Swiatek ở mùa giải năm ngoái. Trong số các tay vợt từng giành Chancha Double, không có ai lập được kỳ tích này nhiều hơn Novak Djokovic. Siêu sao người Serbia đã 4 lần vô địch liên tiếp cả hai giải đấu vào các năm 2011, 2014, 2015 và 2016. Dù vậy, tính cả lần vắng mặt này, Nole đã trải qua 4 năm liên tiếp không thể tham dự Indian Wells và Miami do đại dịch Covid-19. Người đứng thứ hai cũng là một huyền thoại hàng đầu của quần vợt thế giới, đó là Roger Federer với 3 lần vào các năm 2005, 2006 và gần nhất là 2017. Kể từ đó đến nay, chưa có thêm một tay vợt nam nào thắng Chancha Double. Ở nội dung đơn nữ, Steffi Graf là người giành nhiều Chancha Double nhất với 2 lần lập được kỳ tích này. Những cái tên còn lại gồm Jim Courier, Michael Chang, Pete Sampras, Marcelo Rios, Andre Agassi, Kim Clijsters, Victoria Azarenka và Iga Swiatek mới chỉ có một lần ghi tên mình vào lịch sử với cú đúp ánh dương. Ở mùa giải năm nay, Carlos Alcaraz và Elena Rybakina đang đứng trước cơ hội trở thành những cái tên tiếp theo ghi tên vào danh sách giành Chancha Double. Carlos Alcaraz trước đó vừa vô địch Indian Wells và hiện đang là đương kim vô địch Miami Open. Trong khi đó, Rybakina vừa có màn phục hận thành công trước Sabalenka khi cô vượt qua đối thủ này chỉ sau 2 set tại chung kết đơn nữ Indian Wells. Hard Rock Stadium, nơi bắt đầu hành trình trong mơ của Carlos Alcaraz. Liệu điều đó có tiếp tục lặp lại hay sẽ là chỗ để một ngôi sao mới vươn lên? Miami Masters trực tiếp trên K+Sport 2.